Bây giờ tiếp này chúng ta nói về cái thế nào là protected này, thế nào là private này, thế nào là static. Bây giờ thế này các em, chúng ta sẽ viết lại toàn bộ này thành static, ok chưa? Đó, static ví dụ đây nha, nó còn gọn hơn là cái việc lúc nãy nữa. Riêng đồ viết static nó gọn cực kỳ luôn. Rồi, ví dụ thầy viết đây thành public static này, function đúng không ạ? Ở đây thì thầy sẽ cho nó ok vậy đi xem nào. Okay. New static trở đến rồi. Ok xem nó có gọi không. Rồi. Test lại nha. Được rồi, xem nó có lỗi không đã nhá. Get on xem có lỗi không đã. Vì static với cả bình thường nó sẽ có một cái giới hạn nào đó đó. Đây này. Nó bảo là không thể using zip khi mà cái object nó context không phải là cái zip này, không phải là một object context bây giờ nữa, nó phải là gì ạ? New static ở đây. Đấy, cái chỗ này ông Đức cũng bị vướng ạ, thì quên mất. New static. Tạo lên connect xem nào. New static. Thử được đã, không ta làm cái khác nhé. Rồi mới có không? Đoán vậy. À, chưa hết à? Trong Ôi, nhiều phết nhỉ. Cái này đáng lẽ mình phải viết ra một cái hàm em, sau đó gọi lại thôi. Ôi không biết có được không? Nghe điêu thầy điêu rồi đó. Thầy sẽ bỏ bên này để bỏ bớt cái cách gọi đi đã, không nó loạn. Query null list con này, list con. Ok thế này đi. Dùng static thì trong này nó phải khởi tạo, viết một cái hàm để khởi tạo lúc trước các bạn. Thầy thử gán nhé, viết một cái hàm gán ví dụ $zip này bằng new static. Sau đó dùng cái zip này trỏ được không? Đấy, cái này bây giờ zip là zip này. Được không? À rồi. Rồi. Thì chúng ta phải khởi tạo nó ở ngoài các em ạ. Đó mới được. Rồi. Thì nếu như static với nhau thì nó dễ rồi, nhưng đây là static với gì? Với public. Trong này private hay public này. Nó khác static nha. Rồi, bây giờ ngoài này thì làm thế nào đây? Các em nhìn này. Ví dụ đây nhá, thầy bây giờ thầy không có gọi cái này nữa, cũng không cần khởi tạo gì nữa hết á. Rồi, dẹp đi. Đây. Category 4 chấm on đó, thấy chưa? 4 chấm này, static đấy các em. Static là gì? Nó cho phép truy cập thẳng mà không cần khởi tạo cái biến, được chưa? Không khởi tạo cái biến lên, không cần khởi tạo cái đối tượng lên, mà từ đối tượng này trỏ đến luôn, chưa? Thẳng luôn. Thử nha. Các em thấy vẫn ngon lành chưa? Đây này. Như vậy là cái static này thì là cái phạm vi truy cập của nó thì nó không giới hạn, được chưa? Rất là nhanh. Các cái framework mà viết bây giờ nó hay viết kiểu này đối với các cái phương thức public như thế này, nó nhanh đúng không ạ? Thấy. Ngoài ví dụ create nữa đúng không? Public static create này. Tạo mới đó, ví dụ public static create gì đó, sau đó gì ạ? Viết cái lệnh thêm mới đây, sau đó ngoài kia chỉ cần gọi đến cái đối tượng 4 chấm grid nha. Giờ rồi, đấy là cái static nha. Bây giờ nói về cái static ở đây này và protected và private này. Bây giờ thầy biết cái này thành private nha. Biến con này private này. Ok, ví dụ thế. Biến con private. Rồi. Sang bên này các em, sang bên này này, giả sử như thầy viết một cái thầy tạo một class nữa đi cho nó dễ nhá, cho nhẹ đi. Class bây giờ thành class banner đi. Extend db. Rồi đây sẽ có một cái hàm object function hello đi, demo đi. Đây sẽ thầy gọi đến zip trỏ đến gì ạ? Ví dụ như là con đi, là con rồi. Ở đây là gì? Nó extend cả db cho nên là nó sẽ được kế thừa tất cả mọi cái thuộc tính ở đây đúng không? Có cả tất cái này. Bây giờ thầy khởi tạo banner lên và thầy gọi đến hello này ra cái gì nhá. Đây. Banner. $bn bằng new banner. Trước tiên mình phải gọi kia đã, gọi include banner đã. Rồi. $. Như thế này thì vẫn chưa vấn đề gì đúng không ạ? À, lỗi chỗ nào rồi? $bn. Thế mình viết mình chạy đúng rồi nha. Vẫn nữa mà, vẫn sai nữa mà. DB online 35. DB gang, chúng ta đang viết ở đâu á? Function chưa có đúng không ạ? Tăng trắng đúng không? Rồi không có vấn đề gì này, nhưng bây giờ thầy gọi đến cái hàm hello trong này này các em này, xem cái gì đúng nha. Nó cái hàm hello này đang gọi đến một thuộc tính con, một thuộc tính con á thì là gì, đang là private đúng không? Rồi. Hello $bn này tỏ đến bn tỏ đến hello. Rồi ok. Đây nó bảo này cái banner á, tỏ đến bên con á không tìm thấy property. Yeah. Bởi vì sao? Bởi vì thực tế cái private này nó chỉ gì? Nó chỉ áp dụng được ngay tại class này thôi các em. Sang class khác thì nó là gì? Nó thành cái gì? Thành cái mới của nó rồi. Chưa, thành cái mới nó mà muốn mới nó phải gì? Public ở đây này. Nó con ở đây này. Thì may ra gọi được em hiểu không? May ra gọi được. Ok chưa? Còn ở đây á, nó không hề có thuộc tính nữa. Cho nên bây giờ cứ ông nào private á thì những class con không thể kế thừa được, ta hiểu vậy đúng không? Không kế thừa thằng này được, hiểu không? Đó, private là nó phạm vi truy cập nó chỉ nằm trong tại class thôi. Được chưa? Đó. Còn cái chỗ này thì đơn giản rồi, chỗ table này thì dễ rồi đúng không ạ? Table này thì viết chọn table này nhá. Hello viết chọn table bằng cái đó thì không sao cả. Không sao, các em thấy như đây này. Như vậy là cái protected thì cho phép truy cập được cả class con, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà ở bên ngoài nó thì không. Được chưa? Bản thân ngoài không. Ví dụ thầy truy cập bên ngoài nhé. Đây. Thầy truy cập đến DB name này. Table name này. Đúng không? Nó sẽ báo lỗi luôn đúng không ạ? Không thể truy cập tới một cái protected đúng không ạ? Như vậy á. Protected thì phạm vi truy cập của nó là ngay tại bản thân nó là một này. Với cả gì ạ? Với cả class con. Đó. Còn private là gì ạ? Chỉ tại bản thân nó thôi đúng không? Class con cũng không dùng được. Còn public thì dùng bình thường đúng không ạ? Đấy, nhưng mà phải khởi tạo đối với public là mình phải new class sau đó trỏ đến từng thuộc tính đúng không ạ? Còn static thì sao ạ? Không cần được khởi tạo luôn nha, gọi thẳng cái tên class và gì ạ? Phương thức hay thuộc tính thì các em nhớ mấy cái đó là được, được chưa? Các em chỉ nhớ vậy thôi chứ còn mà bây giờ mà bảo là khó quá thì cũng hơi rắc rối, đừng có nói khó, chúng ta cần nhớ mấy cái đó thôi. Rồi nhớ mấy cái cách khi gặp vậy thôi. Thì ít bữa nữa các em nhìn thấy trong Laravel nó có phần này chưa? Thì chúng ta biết ngay là trong cái class bố nó sẽ có cái này chưa? Mình chỉ khởi tạo lại cho nó cái để ghi đè thôi, được chưa? Ghi đè thôi. Còn giả sử như mình truy cập một thuộc tính nào không có thì chắc chắn là một là chưa có, hai là nó private nhá. Nếu nó báo là gì? Could not access này là private này. Còn nó bảo là under file property là không có đúng không? Under file là không có. Rồi, như vậy ta vừa nói xong về cái các cái gì ạ? Các cái từ khóa bổ từ truy cập này. Vâng, ok, một vấn đề nữa đi. Ví dụ trên này nó có cái thuộc tính static thì sao? Static $con thì sao? Ok, thầy viết bên này luôn đi cho nó ngắn bên kia đi. Đây nhá, ví dụ static này. Cái này cũng rắc rối phết ạ, đến đây là rắc rối này. À quên, public static. Static $ hello name đi, ok, ví dụ thế đi. Bây giờ trong này muốn gọi các em hello cho thầy gọi đến cái name, ví dụ hello zip trở đến name này là không được, báo lỗi ngay này. Chưa, báo lỗi ngay bằng gì đó đi. Đâu nha. À đang ở ngoài, sau đi. Hello chứ. Đây, static property. Đang truy cập tới một static property name. Với cái kiểu là không phải static được chưa? Bởi vì cái zip này đâu phải static đâu. Zip này đâu phải static đúng không ạ? Mà static phải là gì ạ? Là phải đúng cái này luôn các em. Static nhưng mà gì là gì ạ? Static là gì ạ? Là 4 chấm nha. Và cái phải biến có biến đàng hoàng các em đó, đầy đủ biến nhá. Giờ đó không phải là kia nữa, phải có biến nữa này. Static luôn. Tròn biến rồi. Đấy, ở ngoài này đó. Hết đúng không ạ? Không sao nữa cả. À vậy thì ở nếu như ở ngoài gọi đến thằng này thì làm thế nào? Ở phía ngoài các em gọi đến thằng này thì như thế nào? Vấn đề như thế đúng. Ở trong thì như thế này rồi, bên ngoài gọi nào đây? Đố các em đó. À, đúng rồi, $bn tỏ đến name xem được không? Chắc chắn là lỗi rồi đúng không? Đây này. Đó, static này, non static này. Rồi. Tiếp này. Thử nhá, banner tỏ đến $name được không? Đó, mình thử hết đi. Rồi. Nó bảo là under five variable ra $name rồi. Bây giờ phải gì ạ? 4 chấm $name. Phải có đô la các em nhé. Còn nếu này không được các em, cái này không được. Chưa? Yeah. Under file cái class constant name đó phải là gì ạ? Đó là name. Đấy, chưa? Ok. Cho nên là gì? Như vậy cái hiểu này. Đối với cái biến static ấy, thì nếu như ở phía trong cái class thì chúng ta gọi static đến cái tên biến luôn nhé, tên biến luôn. Chưa? Yeah. Vậy thì giả sử gọi nó sao? Public static function get name set static return đi, echo đi, static 4 chấm $name. Cái này thì dễ rồi đúng không ạ? Cái này thì bình thường rồi, bởi vì hai thằng đều gì static hết. Ok, nó dễ hiểu không? Dễ này. Còn như lúc nãy chúng ta viết trong này các em này, đô la con này nó đâu phải static đâu, phải vào rồi ạ. Cái thằng này lại static này, cho nên là chúng ta phải chuyển nó về thành zip bình thường. Mà muốn khởi tạo thành zip thì phải new khởi tạo lên giống như zip ấy. Yeah, bắt đầu mới trỏ đến được này, trỏ đến này. Đây là tên biến thôi, tên biến gì cũng được nhé, tên biến gì cũng được á. Thầy đặt vậy cho nó nhìn cho nó giống zip thôi nhé, không phải zip nha. Rồi đó, thì như vậy là cái nào mà cái hàm static gọi đến một cái phương thức bình thường á thì chúng ta phải đưa về với dạng bình thường zip chưa? Yeah. Zip. Còn cái thuộc tính static thì có thể gọi ở bất kỳ chỗ nào, đối với public function bình thường hoặc là static bình thường đều gọi được chưa? Yeah. Nó hơi lằng ngoằng cái này, các em phải làm rõ chỗ này này. Ok. Đó. Ngoài cách gọi ra còn có một cách nữa các em. Ví dụ thầy có set name này, là thầy sẽ gán, vậy thầy gọi bằng cách là sell tỏ name bằng $name chẳng hạn, $n đi, tham số n. Đó, sell này cũng giống như là sell giống từ my sell đúng không? Bởi tôi đó, đúng không? Sell cũng giống như là zip đó, giống zip nhưng mà cái này dùng cho static được chưa? Ok nha. Đó. Sell giống zip nhá. My sell đó. Do sell đúng không ạ? Tiếng Anh đó, hơi dốt tí nhưng mà cũng đá tí đúng không? Rồi. Thì chúng ta thấy rồi. Ok, ví dụ thầy bên này đâu là bên 4 chấm set name hello mèo mướp, chưa? hello mèo. Sau đó 4.getName. Bây giờ cứ không phải khởi tạo luôn, bỏ cái banner này luôn đi cũng được. Có thể là gì ạ, chúng ta dùng hẳn cái banner này gọi thẳng luôn các em. Đấy chưa, 4 chấm không phải khởi tạo luôn đó, cái chưa. Cái này bỏ cái đống này đi này, đó không có gì hết á. Rồi chạy luôn nhanh, thấy chưa. Đó thì bây giờ thao nó rạc này, cái luồng này đầu tiên nó set name này, thì nó vào cái banner nó gọi đến hàm set name, nó gán cái thuộc tính name đúng không, bằng cái biến n mà cái tham số mình gọi ở đây này. Đấy này, tham số là đây này, bằng cái biến n này đó, nó gắn vào đây, nó bằng. Sau đó lại gọi tiếp cái phương thức là get name, thì nó chạy xuống dưới tiếp, nó gọi đến hàm get name và nó echo ra cái thuộc tính name vừa gắn xong, được chưa. Luồng nó vậy thôi, cái hàm nó quay đi quay lại vậy thôi. Nói chung là học cái này nó rắc rối hơn vì chúng ta phải mình nhớ cái luồng, nhớ cấu trúc, nhớ luồng, nhưng mà sau mình quen rồi thì nó lại tiện vô cùng đúng không ạ, tiện chúng ta thôi. Rồi đấy là xong cái phần này các em, thì hôm nay chắc là đến đây thôi để chúng ta thực hành một số cái bài toán cơ bản.